Recording Bắt đầu ghi hình đấy. Rồi các bạn, các em ngồi học cùng bên hả? Hôm nay cơ hội của chúng ta là gần cái năm cái hợp này, cái giới thiệu này thầy đã giới thiệu rồi, thầy nói thật sơ thôi. Còn chúng ta sẽ sửa bài tập trắc nghiệm ha, sửa bài tập tự luận và bài gương cầu lõm. Và hơi buồn ha, tạm biệt khóa học và chúng ta hẹn gặp lại trong năm. Tại vì sắp tới đây thầy sẽ có rất là nhiều việc, việc chia thời khóa biểu, phụ chia thời khóa biểu, hoặc là cái việc đầu năm sắp xếp lớp học sinh. Cho nên là chúng ta sẽ tạm biệt sau buổi học này nha. Và cái buổi học này thì cũng hết cái chương 1 luôn rồi. Thì khi các em chuẩn bị vào kiểm tra giữa kỳ, thầy và các em sẽ gặp lại để chúng ta ôn tập, rồi chúng ta học tiếp tục. Và chúng ta có một khoảng thời gian nghỉ khoảng, khoảng tháng 9, tháng 10 đó, giữa tháng 10 chúng ta sẽ vào học lại. Được chưa? Cho chúng ta làm việc có buồn không các em? Không. Không có buồn hả? Hay là thích? Thích nghỉ quá rồi. Chừng nào các em học trên trường ở Khánh Hòa, là ở Khánh Hòa là chúng ta sẽ ngày 10 nha, ngày 10 tháng 9 là tự trường, 13 khai giảng đó là ở Khánh Hòa. Bây giờ thầy quên chiếu hình ha. Rồi spotlight, ok, ở dưới đi. Rồi bây giờ hôm trước thầy có bắt em một cái video hiểu với em cái chương trình này sẽ có thầy tiếp bạn không vậy? 23 lớp mình tới 30 mà thầy thấy trong cái lượt làm thì ít hơi ít. Các em có vấn đề gì hay sao? Ví dụ cái video mới rào hôm nay các em quan lớn thoát chết giờ lòng hiếu thảo với mẹ già ha. Chúng ta nghỉ xong chúng ta học online tiếp cho tiếp hơi khó, tiếp là phải gần nhà thầy chứ. Rồi thì các em xem video này và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm để nhận phần thưởng nha. Thì trả lời sau đó là thầy sẽ ngày ra mùng 1 thầy sẽ tổ chức có phát thưởng, đúng không? Mỗi video là một phần thưởng, thầy có 3 video là bữa nó sẽ có 3 phần thưởng đó. Thì chúng ta tham gia cái chương trình này rất là hay nha các em. Rồi thì chúng ta sẽ sửa bài. Chúng ta có tổng cộng là 30 câu trả lời rồi ha. Bài gương cầu lòi. Gương cầu lòi. Về tên. S. Lớp 7K1. Em làm lần thứ 2. Tiếp. Rồi các bạn chọn phương án ha. Chọn phong to ra cho các em dễ thấy ha. Câu phát biểu nào sau dưới đây là đúng khi nói về tính chất của một vật tạo bởi gương cầu lòi? Rồi nhiều bạn đã nhắn phương án đúng, tính là các bạn đã giỏi lắm. Phương án dê. Không hứng được trên màn, nhỏ hơn vật. Câu tiếp theo. Trên xe ô tô, người ta gắn gương cầu lòi để cho người lái xe quan sát được các vật ở phía sau. Có lợi gì hơn dùng là dùng gương phản? Dùng gương phản được, nhưng mà nó không có lợi bằng gương cầu lòi, đúng không? Thì vì vùng nhìn thấy của gương cầu lòi thì lớn hơn vùng nhìn thấy của gương phản có cùng kích thước. Cho nên là có lợi hơn. Do nguyên nhân này. Câu này, ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lòi có những tính chất nào sau đây? Ảnh ảo cách gương một phần cách từ bằng đây là gương phẳng rồi. Ảnh ảo bằng vật là gương phẳng rồi. Ảnh thật bằng vật thì không có cái nào hết á. Cái này là cái sai. Không có cái nào ảnh thật bằng vật hết. Ảnh ảo không có được trên màn mà biết hơn vật. Câu D. Rồi. Yêu. Động cơ là uy tín ha, đúng rồi. Chiếu một chùm sáng song lên một gương cầu lòi, ta thu được một chùm sáng phản xạ có tính chất gì? Ủa mà sao toàn là phương án D không vậy nè? Cái toàn phương án D không à, đúng không? Cái này nó càng phản xạ nó phân kỳ ra nữa, đúng không? Nó phân kỳ ra, tán ra nữa, cầu lòi nó tán ra, như trong khiên vậy, khiên của D.
đội trưởng Mỹ đúng không? Cái tấm khiên của đội trưởng Mỹ là cái gương cầu lòi cho các em, gương cầu lòi đúng không? Rồi, câu này chọn phương án nào? Chọn đưa là ý kiến ảnh của gương cầu lòi nhỏ hơn ảnh của gương phản. Bộ sao nó không đổi phương án ha? Cài đặt đổi phương án mà sao nó không đổi gì hết ta? Sao đưa không gì nè? Rồi, gửi. Xem điểm số. Bừ, rồi ok. Các bạn khác thì sao? Cái đề này nó giống như cái bài hả các em? Cũng dễ thôi ha. Câu trả lời. Chúng ta xem phổ điểm. Wow, 10 điểm nhiều quá. Có 19 lượt 10 điểm luôn. Vậy là 17 bạn được làm được 10 điểm. Các bạn thầy test 2 lượt. À, có 2 lượt 6 điểm, còn lại là 10 lượt 8 điểm. Trung vị là 10 trên 10. Trung bình thì 9,1. À, rất là cao, điểm thì rất là cao. Càng ngày các em học càng giỏi hay sao ha? Hay là do cái đề nó dễ ha? Rồi, chúng ta xem điểm các bạn nha. Thì có 17 bạn ở top đầu luôn, đúng không? 17 bạn ở top 10 điểm. Đây. Bạn nào làm sớm nhất thì ở đây là Phạm Đình Khiêm làm sớm nhất, là một phát 10 điểm luôn. Huỳnh Phước Nghiêm cũng 10 luôn. Có Chi thì làm lần thứ hai, Thanh làm lần thứ nhất. Học Ngày Anh. Đó. Nếu bạn làm thời gian làm thầy có lưu hết. Cho nên cái này thầy cái căn cứ qua cái này thầy biết bạn nào làm sớm làm chậm mà thầy biết à. Đó cũng là cái tiêu chí để thầy phát thưởng cái chỗ cái chương mục của thầy á, cầm cây tử tế đó. Rồi bây giờ chúng ta sọt lại nha, sọt lại cho nè dữ liệu viết trên A, liệu viết trên A. Rồi chúc mừng các bạn này nhiều quá. À, Đình Thiên, Phước Nguyên, Quế Chi, Nhật Thanh, Hàng Anh, Quỳnh Hương, Bảo Nam, Nguyên Phú, Ngọc Bội, Ngọc Châu, Nguyên Trinh, Vũ Kỳ, Trường Vi, Gia An 2 lần 10 luôn, Trường Giang, Gia Huy, Minh Đạt. À, rồi, để thầy chụp cái hình. Chụp cái hình ha. Rồi, chụp cái hình. Và thầy nhắn vô Zalo cho ba mẹ các em thấy và khen các em giỏi ha. Tới đây rồi tới test thôi. Đó. Ok, Zalo. Lý 7. Rồi, chúng ta tiếp tục ha. Kỳ này chúng ta tiếp tục qua cái phần IOTA. Kỳ này mà các em làm sai nữa thì thôi á. Ha. Nhưng mà thầy vẫn thấy các bạn làm sai. Chấm rồi một bạn thấy là vẫn làm sai. Thiếu không hay ta? Nhật Thanh, rồi Nhật Thanh. Chính xác. Giỏi quá, Nhật Thanh nắm được bài tốt rồi. 10 điểm. Khỏi cần gì nữa, chấm rất nhanh. À, thầy chụp luôn test cho nó biết giới hạn cho nó. Các phụ huynh, thầy cô biết, ba mẹ các em biết là hết rồi, test là hết rồi. Chính xác, cái gương xấu quá, bạn Phước Nguyên. Cái gương quỷ gì mà xấu quá, vậy giống như cái thang vậy. Em người bị giống như than quá. Chính xác đúng rồi, giỏi quá. Ở sẽ đi ghi ngược, đừng ghi ngược Phước Nghiêm, vẫn ghi chữ A bình thường nha. A phẩy bình thường, B phẩy bình thường, C phẩy bình thường nha. Sao không ghi dấu phẩy? Phẩy nha Phước Nghiêm đâu bị dấu phẩy nha. Dấu bằng nhau sai. À đúng rồi, chết. Cái hai cái này mình đối chiếu nhau thì cũng còn đây phải dấu x. Tại vì đây đã gạch một gạch rồi. À, gạch một gạch như là cái đường này 3 ô. Thì cái đường này 3 ô cho nên gạch một gạch. Còn cái đường này tới 4 ô thì gạch mấy gạch? 2 gạch. Đúng chưa? 2 gạch chứ 2 gạch gì? À, trừ điểm. Trừ điểm giờ trừ điểm nặng đi.
giờ này còn xa cái này nữa. À, từ điểm nặng từ 1 điểm còn 9 điểm, giờ này còn rất xa cái lỗi này. Giáo bằng nhau sai. Cảm ơn bạn Gia Huy đã góp ý với để cùng thầy. Em cùng chấm với thầy nha, phát hiện lỗi sai nên nói thầy biết. Khi thầy nhìn qua nhanh quá không thấy. Thầy nhìn nhanh quá không thấy. Rồi, đây. Rồi. Được chưa? Cái này bằng bằng rồi, ok. Vui. Đây đây, ok. Đó, Phước Nghiêu thấy chưa? Thấy bạn chưa? Mấy gạch? Ba gạch thì ba gạch một cặp, coi cái là nó có ba cặp khác nhau. Đúng chưa? Có ba cặp khác nhau. Cái này 2 thì này 2, cái này 1 thì này 1, mà cái này 3 thì này 3, hoặc là dấu x thì này dấu x. À, bạn làm bữa lỡ bạn làm nét đứt liền thì biết rồi, hãy sửa lại nét đứt ha. Thôi còn được cũng được, ok luôn. Nguyên Trinh 10 điểm. Kêu rành cái này rồi chứ. Giỏi lắm. Bảo Huy, chấm mỗi bạn không 30 giây đúng không? Nó phải nhanh. Rồi, Bảo Huy đúng là đây, Bảo Huy cũng giống như bạn Nguyên hồi nãy. Đúng theo Huy sao? Huy sao đây? Cái này với cái này nó không bằng, bạn ghi người ta sẽ nghĩ cái này bằng luôn. Đúng không? Cũng là cái hiệu bằng nữa. Đúng rồi Giang ha. Dấu bằng. Đây, sai một chỗ. À, mình không cần phải nói cách vẽ cái này, bạn này thầy không yêu cầu nói cách vẽ nên không cần nói cũng được. Rồi, ok. Cũng chính thôi, trừ một điểm. Bảo Huy đã xong. Qua bạn Ngọc Bội. Ngọc Bội. Ôi, Ngọc Bội sai trầm trọng, Ngọc Bội ơi. Bội làm. Hay, bạn Ngọc Bội lập lại cho thầy. Rồi, sai trầm trọng luôn. Nha, chỉ có đúng được điểm A phẩy là đúng thôi à. À, A với A phẩy là đúng thôi. Còn sơ ở đây thì ở đây sơ phẩy nằm đây nè. Ngọc Bội ơi, sơ phẩy nằm đây nè nha. Phẩy nằm mấy ít thêm luôn nè. Còn bơ phẩy nằm ở đâu? 4 ô, 2, 4 ô. Đây là tính đối xứng. Nha. Ngọc Bội đâu? Dạ cho thầy biết. Ngọc Bội nhắn chữ dạ. Và thấy như thế này là Ngọc Bội phải làm lại. Ha. Lại. Quá trầm trọng bài này, coi như là chỉ có được 2 điểm thôi Ngọc Bội ơi. Nha. Sai nghiêm trọng, sai nghiêm trọng ở chỗ là gì? Sơ với sơ phẩy em lấy được sai nên nó không có đối xứng. Không có tính đối xứng nha. Giang cho tay cái gì? Giang. Thiếu vuông góc ở sơ nữa. Ờ cái này thiếu vuông góc ở sơ nó chung cái lỗi này khỏi cần nói luôn, lỗi nghiêm trọng quá rồi, ta khỏi chấp luôn à. Nha. Thì cho em 2 điểm thôi. Đó. Lặp lại sai nhiều à. Thì em sẽ thấy bài của bạn đúng rồi đó, đúng không? À, đúng kỳ đó. Ví dụ như em Ngọc Bội em quan sát bài của bạn ngay ha. A với F phải đúng rồi nè, vuông góc đúng rồi nè, à, bằng nhau là sơ ở đây thì sơ phải ngay đây chứ, đối xứng với cái gương này không à. Sơ cách gương một ô thì sơ phải cách gương một ô mình đã học rồi đúng không? Ảnh với vật cách gương bằng nhau đúng không? Cái này cách nhau 4 ô, cái này cách 4 ô, 40 cm chẳng hạn, 4 cm. Được chưa? 4 cm thì 4 cm, này 1 cm thì 1 cm, còn này 3 cm thì này cũng 3 cm, cách nhau gì vậy chứ? À em Giang định nói vậy ha. Rồi đó. Và cái hình này đúng, cũng kỳ giỏi lắm. Ok 10 điểm. Tiếp tục. Chấm bài em cho tụi nó chấm đi thầy ha. Chấm đi. Không, cái này nó tự ra để cho thầy chấm thì bạn nào cứ ra bài thầy chấm. Rồi máy nó tự nó chọn luôn. Rồi. Quế Chi ha, Quế Chi đúng rồi nè, đúng rồi nè. Quế Chi ơi, Quế Chi ơi. Đây đây, vẫn còn lỗi, em vẫn còn lỗi. Quế Chi đâu? Dạ đây, Quế Chi đâu? Quế Chi đâu? Nhắn dạ thầy. À, nhắn dạ cho thầy bị một sẹo ngay đây nha. Đó. Hiểu chưa nè? Cái này là cái gạch một gạch, cái này cũng một gạch là không được, tại vì hai cái này nó khác nhau. Nó chỉ một cặp thì cái này em gạch hai gạch đi, cái này hai gạch thì đúng. Hai phải bật đó. Thì vậy còn một, cũng như các bạn kia bị trừ một điểm rồi, đúng không? Điểm.
Rồi nghe rồi, alo 124 thì nghe rồi. À, anh anh chụp rất là đẹp luôn, rất là nõn nét nè, nhìn này không mỏi mắt. Tốt tốt, bèo bèo bèo, một một, hai gạch nào, thấy chưa, hai gạch vuông góc đúng. Đây x cho x, rồi đúng. A phải, sơ phải, bơ phải, đúng. À, anh tuyệt vời luôn. À, chấm bài rất là nhanh cho các em thấy luôn nha. Rồi Thảo My, Thảo My quay lại ha. Nguyễn Thảo My, rồi đây đi đây. Đúng đúng đúng, vuông góc đúng, vuông góc đúng, nhất đức đúng. Ôi không chơi gì nữa, mười không chơi gì Thảo My nữa. Chấm tiếp. Rồi đây. Rồi đúng. 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 Trường Giang, A phải, sơ phải, bơ phải, chính xác. Tuyệt vời, Trường Giang cũng được 10. Thì này các bạn nắm bài tốt quá. Thảo Nguyên, Thảo Nguyên, Thảo Nguyên. Thảo Nguyên thiếu gì các em? Thiếu gì? Thiếu vuông góc 1, 2, 3 chỗ. Thiếu ký hiệu bằng nhau. Ký hiệu bằng nhau ở đây. Ở đây. Và thứ ba nữa là hai ký hiệu này lại không được giống nhau mà bạn lại giống nhau luôn. Thảo Nguyên. Thảo Nguyên dạ đâu? Thảo Nguyên dạ thầy. Thảo Nguyên đâu rồi? Dạ lên cho thầy biết. Rồi, Thảo Nguyên thấy ha. Rồi. Như vậy chúng ta thiếu nha. Này như cái này không được giống nhau như nãy bạn thầy nói rồi đó. Và cái hình thì được. Hình này nét đất thì được. Đối xứng đúng. À, như vậy nếu mình trừ thì chứ hạn như trừ cái chỗ vuông góc 1 điểm, trừ cái này 1 điểm, trừ cái này 1 điểm nữa. Đó, ví dụ vậy thì em được 7. À, nếu mà trừ 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 ra mấy cái lỗi đó. Nha. À, bơ sơ thiếu nữa. Ờ. À, phải bơ phải sơ phải nè. Đây. 1 1 ha, đây 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 đây. Tâm Quỳnh, Tâm Quỳnh sai chỗ nào các em ơi? Nhìn thì thấy ký hiệu đầy đủ hết, ngon lành. Chà, cái này. Tâm Quỳnh dạ cho thầy, Tâm Quỳnh đâu? Rồi. Là Quỳnh Lê ha, Quỳnh Lê là Tâm Quỳnh. Rồi. Nét đất thì đúng rồi. Ha. À. Nét liền đâu? Nét đất mà. Nhưng mà sai chỗ nào bạn nào phát hiện được? Không cân đối hả? À, không cân đối hay là không đối xứng? Đúng rồi, Nhật Thanh nói đúng hơn là không đối xứng. Tâm Quỳnh thấy không? Từ đây đến đây là mấy ô? Mấy ô các bạn? 3. Đúng rồi, 3 ô. À, 3 ô. Mà từ đây xuống đây là mấy ô? 4. À, như vậy là không được bằng bằng rồi. À, 4 ô. Đây đến đây 1 ô à? Đến gần 1 ô mà em làm đây mấy ô? 2 ô, vậy là em sai. Đây đến đây 4 ô thì em lại làm 2, 4, 6 ô. Sai quá trời luôn. Cái này tới đây nó cũng hình như nó bị xéo, bị cọc luôn cái hình luôn. Cái này phải ngay đây nè. Phải ngay đây nè. Xong dịch lên hết tất cả 1 ô là mới được. Nha. Dịch em phải là 1 ô, dịch sơ phải là 1 ô và dịch bơ phải lên tới đây là 2 ô mới được. Bơ không đối xứng luôn. Đó. Cho nên hình này sai nhiều quá ha. Thì chấm á, thì nếu cái này sai lỗi lắm, lỗi này trầm trọng nha. Nó trầm trọng là không đối xứng. Ừ. Thì có thể là được 5 điểm, chỉ không mất hết nửa số điểm mà nha, cố gắng rút kinh nghiệm nha, mình phải coi thử cái đối xứng hay không nha, cái tướng số nó quan trọng nhất đó, Tâm Bình chú ý như vậy. Đừng nữa có over. Rồi, Ngọc Tịnh Nhi, bạn Tịnh Nhi, bạn Quốc Trì. 4 ô. 4 ô rồi, chính xác. 2 gạch, 3 gạch. Nắm bài tốt rồi. Ok, Tịnh Nhi.
2 4 5. 2 4 5. Hết sức. Tuyệt vời. 10. Vẫn như có 10 điểm. Ai nữa đây? Gia Lâm, Gia Lâm bao nhiêu? Gia Lâm bao nhiêu? Rồi, à, xíu thì Gia Lâm thôi. Có thấy quá ha. Vậy là gì? Đó thấy hơn rồi cũng được gì đi. A. À, ai phải rồi, đúng. Sơ sơ phải, vuông góc, bơ bơ phải. Rồi được. Đây cũng đúng luôn. Nguyễn Đức. Có xứng, có tính đối xứng. Bạn nói luôn bước cái bước làm luôn. Cũng được ha, 10. Gia Lâm cũng 10. Chúc mừng Gia Lâm. Bạn nào nữa đây? Đây bạn thấy sai rồi nè, nhìn thấy sai rồi nè các em ơi. Đấy, một bạn còn sai nữa nè. Bảo Nam Omega, Bảo Nam giống như ai ha? Giống như ai bạn hồi nãy ha? Mày cũng quên mất rồi. Ồ, còn cái này, cái dụ như đây nữa, Bảo Nam. Gạch đây hai gạch, gạch đây hai gạch, gạch đây hai gạch là sao? Tên nhắc được. Rồi, cái thứ nhất, cái này 2, 4 ô. Mà bạn làm cái này, cái 2, 3 ô là sai cái thứ nhất. Sai rồi. Đúng không? Cái thứ hai này, cái này là gạch với gạch này giống nhau, hai này giống nhau. Một cặp nha, một cặp. Chứ không phải cái đây, là đây, là đây. Bảo Nam ơi. Sơ là nó nằm ngay đây nè. Sơ ngay đây nè. Sơ nằm ngay đây nha. Sơ ngay đây nè. Đóng với 2 ô. Mày 2 ô. Bảo Nam phải làm lại. Ok. Lập lại. Sai trầm trọng. Sai nhiều. Bài này dưới. Dưới điểm. Ảnh ảo cũng méo không thẳng nữa. Vậy em nói đúng rồi. Phi Gia Huy. Đó, bạn nào thấy bạn Gia Huy làm nữa nè. Các bạn khác làm nha. Cái này với cái này là một cặp. Một cặp thì một cặp. Này 3 ô. Cách nhau 3 ô đúng không? Thì này cũng cách nhau là gì? 3 ô. Vuông góc. Đúng. Đúng. 1 ô. Thì 1 ô. Đúng. 2. 4 ô. Đúng không? 4 ô. Thì này cũng 4 ô. Đúng. Đúng. Không có gì sai đúng không các em? Rồi. Ok, 10, Vy Gia Huy 10. Nguyên Phú, 3, 3, rồi, vuông góc, đúng, đúng, 2, 2, 1, 1, vuông góc, 4, 4, tuyệt vời, Nguyên Phú ơi, đúng rồi, Nguyên Phú ơi, rồi, 10. Còn xong rồi đó các em à. Mỗi bạn tránh khoảng 15 giây rồi hả? Đây, chụp trên xe phải không? 2, 4, 5 ô. 2, 4, 5 ô. Rồi, đúng. Em bị ngược luôn. Em ghi, cứ ghi A phải bình thường nha. Dạ An, A phải bình thường chứ đừng ghi ngược gì. À, cứ ghi A phải bình thường. Chữ A này vậy á. Đừng ghi ngược gì hết á. Cái ảnh là cái ảnh của cái này chứ đâu phải cái ảnh, cái điểm, cái tên mình gọi đâu. Ảnh của cái tam giác thôi mà. Dạ An sai chỗ nào đây các bạn? À, giờ đang xem cái nào đây, vuông góc thiếu vuông góc à, nhưng mà lỗi vuông góc thì còn nhẹ nha, còn một lỗi nữa các em ơi, 2 4 6 2 4 6 à, Vũ Kỳ nhắn đúng rồi, ảnh ảo mà phải bằng nét liền, ảnh ảo mà bằng nét liền sai rồi, nét đất nha. Ví dụ như này trừ 1 điểm thì cái ảnh nét liền đó người ta phải trừ cho em tới 3 điểm luôn á, 2 điểm hoặc 3 điểm lần nha, về còn 7 điểm nữa. Chú ý ha. Ngọc Bội. À, bài Ngọc Bội. Rồi 3. Rồi 3. Được. Một gạch sơ phải không gạch được hay sao không mày, sơ bơ không gạch học bói bằng nhau nha, 1 2 3 4 1 2 3 4 thiếu cái hiệu bằng nhau, nghiên trên nó đúng rồi, thiếu hiệu bằng nhau này đúng không, nét đức đúng không, đúng. Vậy trừ như thế nào, trừ 1 điểm hiệu bằng nhau à, hiệu bằng nhau của hình của này luôn.
chín. Rồi, ai nữa đây? Hết. Và chúng ta chúc mừng. Hôm nay chúng ta làm 10 điểm rất là nhiều. À. Vậy chứ. Rồi, các bạn Vinh đâu? Vinh nộp cho nào? Có một bạn thầy chấm trước, bạn Ngọc Châu. Bạn Ngọc Châu nè. Bạn Ngọc Châu thì bị sai chỗ này thôi. Chỉ có một cái chỗ quên cái khuôn thôi. Cho nên trừ 0,2 điểm. Nha. Bạn Ngọc Châu. Còn Vinh nộp cho bà chỗ nào thầy không thấy? Có cái nợ trong đây không Vinh? Nếu mà em nợ trong đây thì nó sẽ có hiện ra liền à. Rồi à, Châu là em á hả? À, trời ơi. Anh Vinh thì bị sai một cái lỗi này đó nha. Xe trong này ghi chữ Vinh. Chưa học bài mới, tiếp tục học. Bài 8 gương cầu lõm à. Gương cầu lõm thì nó có cái mặt phản xạ là mặt trong của cái hình cầu nha, mặt trong của hình cầu. Đây, gương cầu lõm đây. Yeah. Đây là cái gì kia? Cái gì quen quen ha. Gì đây? Cái muỗng đó à, cái muỗng hoặc cái giá canh. Giá canh ha. À, thì mặt trong đây nè, mặt trong là gương cầu lõm, còn mặt ngoài là gương cầu lồi. Em thấy cái hình của cái người đang chụp hình luôn không? Bóng cái nó vậy. Vậy thì bữa trước mình học về ảnh của gương cầu lồi rồi, à, ảnh của gương cầu lồi là ảnh ảo nè, ảnh ảo nè. Rồi ảnh nhỏ hơn vật nè. Và mình học mình biết được là gương cầu lồi thì dùng ở trong cái đèn chiếu hậu của xe máy, rồi cái chiếu hậu của ô tô, hoặc là để những cái nơi đường gấp khúc và trên đèo, đặt trên đường đèo rồi đó, nên người ta quan sát an toàn giao thông, à, dùng để quan sát, tại vì cái vùng nhìn thấy của cái gương cầu lồi nó rộng hơn nhìn thấy có gương phẳng cùng kích thước, à, cho nên là người ta là như vậy. À, thì bây giờ cái gương cầu lớn thì sao? À, gương cầu lớn thì nó sẽ như thế nào? Tính chất ảnh như thế nào? Và ứng dụng nó làm gì? Nha. À, ảnh của gương cầu lồi thì nhỏ hơn vật. À, ảnh của gương cầu lớn thì sao? À, okay. Rồi, chúng ta bài 8 gương cầu lõm. Ảnh của vật tự bởi gương cầu lõm. Và thí nghiệm. Em đi bài ha. Rồi. Thí nghiệm ở trang 22 sách giáo khoa. Đây. À, chúng ta không cần ghi chữ thí nghiệm nha các em, đừng ghi chữ thí nghiệm, ghi một thôi. Thí nghiệm này gồm có những dụng cụ nào? Bạn có thể biết thí nghiệm người những dụng cụ nào nè? Một cái nến, đúng rồi, hai cái nến. Cái gương, cái nến. À, cái gương bên này là cái gương gì? Cái gương bên này là cái gương phẳng, đúng không? Một cái gương phẳng, một cái gương cầu lõm và hai cây nến. Thì các em thấy cái ảnh của cây nến ở trong gương phẳng là các em thấy là nó độ lớn của nó bằng vật này, đúng không? Bằng vật. Còn cái gương cầu lõm có cùng kích thước như gương phẳng là ảnh này. À, thì em thấy là ảnh này thế nào? À, bạn Vũ Kỳ nhanh quá ha. Ảnh nó thế nào? To quá, to gấp 3 lần luôn, gấp 4 lần luôn. Ảnh này nó lớn hơn vật. Đó. Và cái này người ta cũng hứng không có được em. Ảnh người ta cũng hứng có được ha. Trong trường hợp đặt ngoài hứng có được. Thì ảnh mà người ta không hứng được trên màn gọi là ảnh gì? À, nó cũng là ảnh gì? Là ảnh ảo luôn. À, Vũ Kỳ giỏi quá, Vũ Kỳ đọc bài trước sau nhắn nhanh chứ hả? À? Giỏi thế. À, rồi. Ảnh là ảnh ảo. À.
Vậy thì nó giống như cái gương cầu lõm ở chỗ là nó là ảnh ảo, nhưng mà ấy, thì nó giống với gương cầu lồi thì nó cũng là ảnh ảo, đúng không? Nhưng mà nó khác là cái ảnh, cái độ lớn ảnh nó lớn hơn gương cầu lõm. Gương cầu lồi thì biết không? Đã. Rồi từ đó chúng ta rút ra nhận xét. Đặt một vật gần sát gương cầu lõm, gần, các em nhớ chữ này, gần sát nha. Thì một lát mình sẽ có một cái trường hợp là ảnh thật các em, nó khuyên cho ảnh thật. Cuối bài mình sẽ biết. Đặt một vật gần sát gương cầu lõm, nhìn vào gương thấy một ảnh chữ gì, không hứng được trong màn trắng và điền chữ gì đây? À. Rồi. Bạn nhắn cho thầy chữ này chị đi chữ gì? Chữ ảo hay chữ gì? Ảo đúng không? Chữ ảo. Còn chữ này là chữ. À, Nguyên Trinh đã nhắn hết rồi, đúng không? Là lớn, lớn hơn. À. Ảo và lớn hơn. À, lớn hơn. Lớn hơn vật hay sao lớn hơn thầy? À. Hiếu nhắn lớn hơn thầy. Rồi. Em ấy lộn với thầy. Rồi. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm. Rất đơn giản. Chúng ta ghi kết luận ha. Kết luận. Các em không có thể không cần phải ghi một thí nghiệm hay kết luận chi. Ghi cái ấu ý này thôi. Ảnh tạo bởi gương cầu lõm có những tính chất sau. Thứ nhất là ảnh ảo, không hứng được trên màn trắng. Và thứ hai là ảnh lớn hơn vật. Đó. Ờ, trời đang khôi. Đang khôi xong rồi ha. Bây giờ nếu như chúng ta chiếu một chùm ánh sáng tới gương cầu lõm thì sẽ có hiện tượng gì thú vị ha kia ha. Rồi. Gương cầu lõm. Đây. Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm. Bạn đang khôi, bạn nói là ánh sáng nó to ra, à, nó le rộng ra, nó le rộng ra sao? Theo em là nó le to ra, nó le ra hay là nó tụ lại ha, hội tụ lại. Một bạn đang khôi nói là nó to ra, còn bạn Nguyên Trinh thì nói là nó tụ, hội tụ lại. Vũ Kỳ trả lời là tụ lại. Các bạn khác thì dự đoán sao ta? Nếu chúng ta chiếu một chùm ánh sáng tới cái gương cầu lõm, gương cầu lõm thì nó sẽ tụ lại hay là nó le ra hay là nó bình thường? À, nhiều bạn vậy thì nhận xét cái hội tụ là nhiều lắm ha. Các bạn giỏi lắm, đúng rồi đó, nó sẽ hội tụ ha. Hội tụ nhưng mà như thế nào đây, như thế nào thì mới hội tụ? Có khi là hội tụ nhưng có khi cũng không có hội tụ, hay là tất cả đều hội tụ thì đòi hỏi cái chùm sáng đó phải có một điểm đặc biệt. Cái chùm tia tới đó là phải chùm tia tới song song nha. Chùm tia tới song song. Thí nghiệm đối với chùm tia tới song song. À, cái này các em không ghi nha, các em cứ để bình thường này. Đối với chùm tia tới song song thì các em thấy người ta làm bằng cái chùm laser nè. Đó. Bốn nên ta đặt trên cái chùm này. Chiếu tới đây cái này. Convex mirror nè ha. Còn phải là cái khấu kính. Cái gương cầu lõm nè, gương cầu lõm là mặt trong nè, mặt trong của mặt phản xạ là mặt cầu nè. Em thấy là nó sẽ hội tụ lại nha, hội tụ lại đây. Bốn phản xạ hội tụ lại đây. Focal point là điểm hội tụ. Đây, nước ngoài. Đây là light source là nguồn sáng. Đây là gương cầu lõm. Và cái đây
là điểm hội tụ. Yeah. Rồi cái ánh sáng bằng cái đèn này, điện pin như thế này, chiếu trong như thế này, chiếu bên này, chiếu ở một cái mặt thì em thấy nó cũng gì, ta chùm phản xạ, nó phản xạ nó cũng gì, hội tụ ở đây, yeah. Chiếu một cái mặt trên, mặt trên của cái gương màu lõm đó. Giờ quay hình thứ ba, chiếu chính diện luôn, chiếu trần song song vô chính diện luôn thì nó phải hội tụ chính diện lại, mà tụ chính giữa lại, tụ ở đây. Vậy thì người ta kết luận là gương cầu lõm có tác dụng biến đổi chùm tia tới song song nha, thành chùm tia phản xạ, à, hội tụ và một điểm. À, các em đã nhắn rồi thầy chiếu luôn. À, đó là cái thứ nhất là chùm tia tới song song. Chơi các em, à, mình nắm được ý này nha. Rồi, ý. Thì trong mình có mấy chùm sáng các em, chùm tia tới song song, chùm song song rồi chùm gì nữa các em? Ba chùm sáng đúng rồi, chùm song song rồi chùm gì nữa? Chùm Thảo My trả lời là phân kỳ đúng rồi, và hội tụ nữa đúng rồi. Đây còn có hai chùm, đó là chùm phân kỳ và chùm hội tụ. Nha. Thì chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp cái chùm là chùm phân kỳ, chùm phân kỳ, chùm phân kỳ mà chiếu tới cái gương cầu lõm thì nó cho ra cái chùm gì? À, theo các em á, các em dự đoán thầy coi, nếu một cái chùm phân kỳ mà mình chiếu tới cái gương cầu lõm thì nó cho ra cái chùm gì? Cho cái phản xạ là cái chùm gì? Song song, bạn một bạn nhận xét là song, Phước Nguyên mà nói là song song, hội tụ song song. Rồi bạn Phước Nguyên thì dự đoán là cái chùm song song. À, chùm tới phân kỳ. Đây, các em thấy chùm tới phân kỳ nè. À, chùm tới phân kỳ. À, đây là chùm tới phân kỳ. Em nhìn kỹ ha. Giờ cái hình dưới trước đi, hình dưới dễ thấy hơn nè, hình dưới dễ thấy hơn. Đây là một cái nguồn sáng nó phát ra một chùm phân kỳ. Phân kỳ nha. Vàng, thiệt là vàng đó. Thì chùm này phản xạ, phản xạ lại đường bên dưới. Phản xạ lại đây, đường ở trên. Nha. Thì cái chùm phân kỳ này là chùm gì đấy các em? À. Chùm phân kỳ này là chùm song. Song song. À, song song. Đó. Ở trên này cũng vậy, ha. Chiếu từ bắt đầu từ đây, bắt đầu xuất phát từ đây, những cái tia sáng nó đi tới đây là phân kỳ nè, chùm phân kỳ nè. Người ta hứng lấy tay, ta hứng cái gương cầu lõm ở đây thì nó phản xạ trở lại là chùm song song, nha, song song. Đó. Như vậy thì kết luận là gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm tia tới phân kỳ thích hợp thành chùm tia phản xạ song song. Đó. Nha, thì các em nhận biết, đây là những kiến thức nhận biết thôi các em, rất là đơn giản. Nhưng mà các em thấy là tại sao thầy có đánh dấu cái chữ là phân kỳ thích hợp mà đậm ở đâu? À. Có nghĩa là khi mà cái chùm phân kỳ đó nó ở một vị trí thích hợp thì nó mới cho ra không xong rồi. Còn nó ở vị trí khác thì nó có thể cho ra chùm khác, không phải chùm phân kỳ nữa mà chùm song song đó mà là chùm phân kỳ luôn. Nói ví dụ như nếu cái điểm này nè, điểm này các em ha, đây này nói sơ sơ nha, mà nó sơ tới đây chẳng hạn, nó nằm ở đây thì khi nó chiếu lên đây nó sẽ phản xạ lên, nó không còn song song nữa nha. Cho nên cái chữ thích hợp, các em lỗi cho chữ thích hợp. Rồi. Vậy thì sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm, các em sẽ ghi bài như sau. Kết luận là gương cầu lõm có tác dụng biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ và một điểm. À. Có nghĩa là tất cả các chùm tia tới song song, không còn chùm song song thì không còn thích hợp vậy đó. Chùm song song này cũng được đó.
tất cả các chùm tia nằm trong thì nó đều biến thành chùm tia phản xạ hội tụ vào một điểm. À, họ nó sẽ biến đổi, nó biến đổi một chùm tia tới phân kỳ thích hợp, chùm tia tới phân kỳ thích hợp thành chùm tia phản xạ song song. Song song biến thành hội tụ. À, còn phân kỳ biến thành song song, nhưng mà phân kỳ thích hợp. À, xong chưa? Rồi. Bạn Vinh là thầy hiểu lầm, thì tôi là con trai, đúng không? Vinh là con gái hả? Rồi. Như vậy thì các em thấy nó có hai cái tính chất này. Và người ta đã dựa vào cái tính chất của nó để ứng dụng, sử dụng cái gương cầu lõm trong cuộc sống. À, thì theo các em á, nếu mà cái gương cầu lõm này nè, cái tính chất thứ nhất của nó là có tác dụng biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ. Thì người ta đã dùng cái tính chất này, đúng không? Người ta đã dùng tính chất này để người ta làm cái gì? Theo em thì dùng cái này để làm được cái gì? Được việc gì trong cuộc sống của mình? À, Phước Nguyên nhắn nhanh quá rồi, quá tuyệt vời. Bạn Phước Nguyên ơi, giỏi quá. Bạn Phước Nguyên nhắn là người ta sẽ dùng tính chất này để người ta nung nóng vật. Các bạn khác đồng ý không nè? À, dùng tính chất này để nung nóng vật là hoàn toàn chính xác. À, hoàn toàn chính xác, nung nóng vật. Người ta sẽ dùng những cái bóp mà người ta lấy ánh sáng mặt trời làm sức nóng, nung nóng vật. À, thì đây các em thấy cái hình đây. Đây. À, hình dưới đây là một cái thiết bị dùng gương cầu lõm hướng ánh sáng mặt trời để nung nóng vật. Cái vật còn nung nóng nằm ở đâu? Nằm đây. Bỏ nước, đốt nước, đun nước đó. À, cái gương này rất to, tôi nấu chảy kim loại luôn các em ơi. Nóng lắm, 1000 độ này, nếu mà gương to. Thì sao vật đó lại nóng lên nếu mặt trời? Thì về cái này sao các em ha? Giải thích câu này là mẫu nha, là mẫu là lát các em giải thích sau nha, mấy bài kia nha. Ánh sáng mặt trời nó chiếu xuống cái gương này là chùm sáng song song các em, đúng không? Chùm sáng song song nó chiếu ở đây. À, thầy nói ví dụ như kéo 1 tỷ tia sáng song song ở đây. À, thì gặp cái gương này nó sao? Nó sẽ biến đổi thành chùm hội tụ, chùm sáng hội tụ. Vậy nó hội tụ ngay đây thôi. Các bạn này copy đâu mà nhắn dữ dằn. Rồi thầy biết là copy trong việc set nè. Mình lại copy trong việc set đây. À, thì cái này là chiếu xuống ha, chiếu lên. Rồi, đó. Thì đúng rồi ha. Bạn Quỳnh nó đúng, nhắn đúng rồi đó. Nhưng mà ở đây chúng ta bỏ cái từ nhiệt lượng đi, từ nhiệt lượng các em có học ở lớp 8 mới học luôn mà. Nha. Cái trẻ thích như thế này nè. Chùm sáng từ mặt trời tới gương cầu lõm là chùm tia tới song song. Gặp gương cầu lõm thì cho chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm ở phía trước gương. Thì thôi. Đúng chưa? Do vậy ánh sáng mặt trời được tập trung tại một điểm hội tụ làm cho vật đặt tại nó nóng lên. Tên đừng có nói tới chữ nhiệt lượng, tại vì nhiệt lượng ta chưa có học. Ở lớp 8 mới học. À. À.
nó chùm này thì nó chiếu tới đây, nó chùm song song chiếu tới đây thì nó hội tụ lại đây. Vậy thì cái điểm hội tụ này sẽ rất là nóng. Nó một thầy nói nôm na cho nó dễ hiểu, ví dụ như kia nghĩ là 1 tỷ tia sáng nó chiếu rải rác khắp nơi đúng không? 1 tỷ tia sáng đây, thầy nói ví dụ ha, mô phỏng cho kia dễ hiểu thôi nha. 1 tỷ tia sáng nó chiếu rải rác khắp nơi, bây giờ nó chiếu vô một chỗ, ai mà chịu cho nở? Đúng không? Tập trung vô một chỗ này thì rất là nóng, và người ta đã có dùng cái này để là nung nóng chảy kim loại được luôn. Còn dân chúng của mình thì chiên trứng nè, nấu cơm ăn nè, là bằng cái này ha. Bớt mặt trời, các em sẽ thấy hình nha. Rồi chúng ta sẽ vận dụng tiếp tục nữa, đó là cái tính chất thứ hai của nó. Chất thứ hai của nó là cái đèn pin nha, đèn pin. À, gian nhắn nhiệt lượng là lượng nhiệt. Ông lớp 8 kia mới học cái khái niệm về nhiệt lượng, là nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt nha. Thì cái đây thì mình đừng không có nói ở lớp 7. Nhiệt lượng là tìm hiểu về cái đèn pin các em. Cái đèn pin thì hồi xưa thầy còn dùng cái đèn pin này, tới giờ các em hiện nay các em đang dùng cái hệ thống cái đèn pin là tự động hết rồi, nó cài sẵn rồi, chiếu rất là xa rồi. Hồi thầy dùng á là nó như thế này thôi, nó có một cái nút vặn đó, vặn cho nó chỉnh cái độ chùm song song đó. Còn bây giờ thì cài sẵn rồi. Ở đây cái đèn pin các em thấy nó có một cái gương cầu lõm nè. Nè, gương cầu lõm. Đúng chưa? Gương cầu lõm. Thì cái bóng đèn này nó sẽ phát ra một cái chùm phân kỳ. Phát ra một cái chùm phân kỳ. Đúng không? Chùm phân kỳ mà gặp cái gương cầu lõm thì sao? Cho ra chùm gì? Chùm phân kỳ gặp cái gương cầu lõm. Không, gian nó không có đúng. Tự nhiên nhiệt lượng là lượng nhiệt thì không có đúng. Nói không có đúng. Nếu mà nói đúng chữ nhiệt lượng thì em phải nói theo thầy nói đó, lớp 8 mới học. À, nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt. Đó là khái niệm của lớp 8 em học nha. Rồi, cái này gương cầu lõm thì mình sẽ tạo ra chùm song song, đúng rồi. À, chùm song song vì nó là chùm song song nha. Cho nên nó sẽ truyền đi rất là xa. Truyền đi rất là xa. Và các em nhớ là cái này là đặt nguồn sáng S nhỏ mà đặt trước gương cầu lõm ở một vị trí thích hợp. Cái chữ vị trí thích hợp rất là quan trọng nha các em. Cho nên có thể cho chùm tia phản xạ song song. Nhờ cái vị trí thích hợp thì nó mới ra song song được. Cho nên đèn pin có thể chiếu sáng đi xa mà vẫn ra sáng rõ. Nếu như vị trí không thích hợp thì nó sẽ cho ra cái chùm phân kỳ luôn, kẹt lét ra luôn. Và cái hồi xưa, cái đèn pin hồi xưa là mình phải chỉnh, dặn chỉnh cho nó đúng ngay vị trí thích hợp thì nó mới sáng không xong mới rõ. Còn đèn pin bây giờ mua sẵn ở chợ, ta làm đúng y rồi, ta canh đúng y luôn, không cần phải chỉnh gì nữa. À, nhà bọn mình cũng có đèn pin, bây giờ là bật một cái là nó đi không xong, nó rất là xa. Đây là cái đèn pin, đây là một ứng dụng thứ hai, đúng không? Ứng dụng thứ hai của gương cầu lõm. Rồi, cho các em thấy những cái này nữa nè. Hiếu xài đèn dầu hả? Hiếu vui đó ha. Giờ ai xài đèn dầu nữa ha, vui quá. Rồi, đây là cái gương cầu lõm, nó giống như cái chảo anten parabol nữa ha. Thì cái người này cũng đang vậy, hội tụ ánh sáng để đốt nóng cái cây này. Các em thấy nó ảo đúng không? Nùng nóng không? Cái bài này bán nè, các em ha. Bán bóp mặt trời ở Đà Nẵng, tôi bán cái này nhiều lắm, thầy nghe nói ở Đà Nẵng đó. À, đây là cái cầu lõm, cái nồi cơm đó nha em, nồi cơm hoặc nồi chiên trứng này, nung nóng cái nồi cơm này, tôi bán ngoài trời đó. Đây là cái son nung nóng. À, còn đây là giống như ở bên Ấn Độ ha, cái bài này ở Ấn Độ này, ta cũng là cái nấu cái này. Ông này ông làm, ông tự chớ ra, ông tự chớ cái gương lõm ra, lõm này nha. À,
cái nắp luôn, không phản xạ ánh sáng vào cái son này, ông cũng cừ thấy không? Đó. Cái cửa lớn thành cái bếp, đúng rồi, cái cửa lớn thành cái bếp luôn. Các em mà nếu các em mà các em mà thích thì các em có thể lấy cái giấy bạc đó các em ạ. Giấy bạc là cái loại giấy mà người ta để người ta quấn cá, người ta nướng cá rồi đó. Đó. Giấy bạc mình sẽ làm cũng được ha, làm thích mình bơ thích mình làm. Cái bạc mình lỡ mình phải lấy nó làm mặt phản xạ, xong mình dán nó trong cái thúng á. Thúng như cái thúng nhà các em có cái thúng lúa ha. Thúng họ là cái thau hình cầu á em ạ, thau inox á, thau nhôm á, mình làm cái chén cũng được, nhưng cái chén nó nhỏ lắm vậy ha, cái chén thì nó nhỏ, mình làm cái chén cũng được, cái to á, cái to còn to hơn, còn cái đĩa nó cầu à. Rồi thì cái này nấu cơm mà không có tốn điện, không có tốn công củi luôn, không có tốn ga, ở trời mùa hè là nấu thoải mái luôn, bật nước là nước sôi luôn, chiên trứng ăn ngon lành luôn. À, các em lên YouTube á, các em xem bếp mặt trời rồi thì thấy nhiều cái video hay lắm, nó ứng dụng của Google lớn ha. Đấy, bài này nó làm rồi. Đây là ứng dụng đặc điểm nào? Vậy thì nói lại, đây là ứng dụng đặc điểm nào? Cái bếp này là ứng dụng đặc điểm nào nè? Cho bài tăng vlog thầy ơi. Bài tăng vlog cũng có hả? À, đúng là to hơn lắm. Rồi, đây là ứng dụng đặc điểm nào? Có cái to hơn nhiều, có cái to hơn nhiều. À. Rồi, bạn này trả lời đây, trả lời bằng micro lên được cũng được. Nhanh. Ứng dụng đặc điểm nào của gương cầu lớn? Điểm nào? Hai đặc điểm thôi ha. Biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ, đúng không? Đặc điểm là nó biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ, cho nên người ta dùng cái này để nấu cơm được. Vậy thì chỗ này người ta nói là hội tụ ánh sáng rất là nhiều, nên rất là nóng. Đúng rồi, biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ. Rồi đây, nhìn cái hình này, bạn nào thấy cái hình này mà biết thầy muốn nói gì đây hay á. Cho các em suy nghĩ một tí thôi, các em xem thấy cái hình này ý nghĩa gì đây. À, Phước Nguyên giỏi quá ta. Phước Nguyên đọc bài trước hay sao ha? Đúng rồi Phước Nguyên. Archimedes đốt thuyền giặc. Nó nghĩa là cách đây hơn 2.000 năm rồi. Đúng không? Archimedes là một nhà bác học vật lý. Lên lớp 8 các em sẽ được học kỹ hơn. À, thì cái ông Archimedes này hồi kia là giặc. La Mã ha, nó vô nó xâm lược đất nước của ông, nước Hy Lạp, đi bằng thuyền vô xâm lược. Ông là nhà bác học mà, ông giúp ích cho đất nước mình chứ. Ông chế tạo ra những cái gương cầu lõm. À, mình đang coi cũng đọc rồi. Gương cầu lõm thì khi từng gương cầu lõm khổng lồ nha các em ha, gương cầu lõm rất to nha. Khi ánh sáng mặt trời nó chiếu xuống cái gương cầu lõm, thuyền giặc đang vô, ông sẽ hướng ánh sáng đó. Hội tụ đó chiếu vô cái gương, cái thuyền. À, chiếu vô cái thuyền. À, ví dụ như thế này nè. Đây là người ta, hồi xưa ta vẽ hình mô phỏng á. Đâu có mấy ảnh nào chụp. Đó. Thì là như vậy. Cái gương nó phải to lắm, người ta vẽ hình này rất là nhỏ, nhưng to lắm. Nhưng mà, thực tế bây giờ hả các em ha, thầy cũng nghe một cái chuyện đó là không phải Archimedes làm cái gương cầu lớn là được đâu, mà là ông kêu 1.000 người phụ nữ, cái con phụ nữ gì đó cứ lên núi đi, ông phát cho mỗi người một cái gương, phát mọi người một cái gương, em nghĩ là 1.000 cái gương, chiếu vào cái thuyền một chỗ thôi, trong cái thuyền thôi, cho nên là cái thuyền sẽ cháy. Và thầy đang có một cái dự án là sẽ dùng học sinh để làm thí nghiệm cái chỗ này. Trường thầy có khoảng 600 em học sinh chẳng hạn, 600 em học sinh, mỗi em cầm cái gương, tất cả cùng hướng vào ánh sáng vào một điểm. Ví dụ như ở trước giữa sông, ở sân trường, một trụ cờ. Chúng ta sẽ thấy nước trong cái điểm đó, đỡ cái son chẳng hạn. Nước sẽ sôi lập tức liền. À, thích không? Thích cái đó không? Cái đó bữa nào là trường chúng ta làm thí nghiệm tập thể đó.
À, 500 em học sinh, mỗi em cầm cái gương nhỏ nhỏ thôi, gương nhỏ thôi, gương phẳng thôi, không không cứ cầu lờ cầu lớn cũng được, gương phẳng thôi, tập trung ánh sáng vào một điểm. Rồi. Nước sôi à, đây là đèn pin à, đèn pin pin nãy thì nói rồi ha, hoặc là cái mặt mặt trái mặt trong của các cái đèn à, trong các cái đèn này, chứ không phải là pin không, mặt trong nó chiếu ánh sáng thì rõ rõ hơn. Thì đây là đặc điểm biến đổi chùm chùm gì, chùm phân kỳ thành chùm gì à, đây là biến đổi chùm phân kỳ thành chùm chùm song song chứ, đúng không, chùm phân kỳ thành chùm song song, hai cái đặc điểm thôi mà người ta dùng rất là nhiều trong cuộc sống ha. Rồi đây nữa, đây là mẹ của bạn Khôi nè, mẹ bạn Khôi là nha sĩ nè, bác sĩ nha sĩ nè à, dụng cụ nha kho đây, đây cũng là cụ lỗm nè à, thì sao Ok thôi. đưa cái gương này vào cái răng, Bạn coi đâu nhỉ? thấy nó to ra ha, thấy ảnh nó to, ảnh á, Cái chơi cái thì cho cái ảnh này mất ăn luôn rồi. luôn ăn luôn ăn Em luôn mới ăn tô mì xong đó thầy. Em mới ăn tô mì xong á. rồi vui thôi, ok ai Ăn đâu mà gớm tô răng mì. thôi mà. Răng mình rồi, như vậy thì cái câu lỡ này có chốt lại cái bài hôm nay á, cũng không có gì khó cho các em ha. Thứ nhất là ảnh ảo ha, lớn hơn vật nha, rồi biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ, còn biến đổi cái tới phân kỳ á, chùm tia tới phân kỳ thích hợp nha, thích hợp thành chùm tia phản xạ song song. Đó. Và người ta ứng dụng để dùng bớt năng lượng mặt trời à, bớt năng lượng mặt trời gì nữa, dụng cụ nha kho và đèn pin, pha đèn pin hoặc là pha đèn treo trên nhà, treo đèn treo đèn. Rồi thì cái này nó còn có một cái đặc điểm đó thầy nói luôn ở trong cái sách giáo khoa của các em, có là cái phần có thể em chưa biết, rồi bạn nào đọc giùm thầy cái phần có thể em chưa biết lên sách giáo khoa lên đây, các bạn mở mic lên nói đây. Đọc cho các bạn cùng nghe nha. Có thể em chưa biết sách giáo khoa. Trang 24. Ai Sư Phong đọc đi, đọc đi. Đây là Sư Phong đọc đi. À, quên quên đọc với quên nào hết bình, quên em không có biết hả, rồi thôi thầy đọc thôi, thầy đọc nha. Cái này là trong cái thí nghiệm ở hình 8.1 có nghĩa là lấy một màn trắng đỡ cách gương 1 mét, em thấy là cái màn trắng này á, cách gương tới 1 mét nha, cách xa lên mình cách gương 1 mét và hứng cái chùm tia phản xạ trên gương, thì di chuyển cây nến từ từ sát gương ra xa dần đến một vị trí thích hợp của cây nến, ta sẽ thu được trên màn trắng ảnh của ngọn nến và ảnh hứng được trên màn đó gọi là ảnh thật ha. Để chiếu lại luôn, anh gọi ảnh thật. Như vậy là sẽ có trường hợp đây, sẽ có trường hợp thầy lại đọc sách lên cho em thấy nha, các bạn sách nói chỗ này nhưng mà đây là một câu ở đây ra thi rồi các em ơi. Đây à, lấy một màn trắng đỡ cách gương 1 mét, hứng chùm tia phản xạ trên gương, di chuyển cây nến từ từ sát gương ra xa dần đến một vị trí thích hợp của cây nến, ta sẽ thu được trên màn trắng ảnh của ngọn nến, ảnh hứng được trên màn trắng đó gọi là ảnh thật.
thật đây, cái được gọi là em hãy thử làm xem và cho biết ảnh này có gì khác so với ảnh quan sát được trong gương khi phải nói ở gần gương. Rồi thì cái này có nghĩa là tóm lại á, là khi mà cái vật á, cái vật mình đặt mà xe cái gương à, xe gương thì có thể nó sẽ cho ảnh thật, có trường hợp sẽ ảnh thật nha, cái câu lớn là như vậy. Nhưng mà trường hợp này đặc biệt là vật ở xe gương thì có thể cho ảnh thật à, chưa? Mình biết thêm thôi, một kiến thức nói để mình biết thêm. Còn chốt lại á, thì chúng ta thấy là giữa ba cái gương á, chốt lại luôn nha, ba cái gương thì giống nhau và khác nhau như thế nào? Ba cái gương à, gương phẳng đúng không, rồi gương gì, cầu lồi và gương cầu lõm à. Đó thì ba cái này giống nhau là sao? Đều là ảnh ảo, đúng rồi, giống nhau thì là đều là ảnh ảo, đều là ảnh ảo, nhưng mà khác, khác thì nhớ là ảnh của gương phẳng, ảnh gương phẳng thì sao, đều là ảnh ảo, không hướng được cái màn trắng cũng được, mình có ghi cũng được, mình không ghi cũng được, à, không hướng được ghi luôn thì càng tốt, cho nó khỏi thiếu đi à, không được màn khác thì ảnh gương phẳng là bằng vật đúng không, phẳng thì bằng, các em nhớ nha, dở rất là dở nhớ thôi, phẳng thì bằng nè, nhưng mà ta sẽ dở lộn nếu ta không có chú ý nè, phẳng thì bằng, còn lồi thì sao, lồi thì là nhỏ, còn lõm thì là lớn à, ảnh so với vật. Đúng rồi, nghiên trình nó đúng rồi. Chưa? Gương phẳng thì bằng vật, gương cầu lồi bé, gương cầu lõm thì lớn. Cụ thể là như vậy. Có bị câu về nghiên trình ghi cụ thể như thế này. À, thì chúng ta có cái này để giải khỏi lộn không? Khỏi lộn chỗ gương gương lõm là lớn hay nhỏ đây, mình có lộn lộn được nè. Có lộn không? Chúng ta nhớ nha. Lồi, nếu mà cứ cầu lồi thì các em thấy lồi giống như là một cái điểm nhọn lên vậy á, một cái mũi nhọn đi lên, nhọn lên thì nó lồi ra như thế này đúng không, lồi lên như thế này thì tất nhiên là lồi nó sẽ nhỏ à, nhưng mà lồi nó sẽ nhỏ, còn lõm, lõm là như cái đồ lõm ăn vậy à, lõm ăn quá, mày lõm ăn quá cho nên là được lớn, to lớn lên, lõm là lõm vậy à, thì đó là cách để mình cách tra bữa mình nhớ cái nào lớn cái nào nhỏ, mình quên mất rồi, mình quên mất rồi, xong cái mình sực nhớ là à, ông thầy thợ ông nói là lòi là giống như là nó nhọn lên vậy, nó nhỏ, còn lớn là trụng xuống à, nó sẽ hướng được nhiều hơn to à, nhớ nha, đó là cách mình nhớ, cách nhớ thất cừ lắm, cách nhớ này rất là thất cừ, nhưng mà mình cứ có một cái phương pháp để mình ghi nhớ cho nó khỏi lộn à. Rồi bây giờ chúng ta còn mấy phút, 9:05 rồi phải không? Các em thích chơi mentee không? Thầy sẽ làm mentee cho chơi. Các em được thời gian 10 phút nghỉ giờ lao, các em ôn bài lại. Rồi thầy sẽ chuẩn bị mentee, rồi các em chơi mentee. Cho các em 10 phút nữa học lại bài nha. Chúng ta 10 phút nữa là 9:15 chơi mentee nha. Rồi, 9:15 mình chơi mentee. Ok. Bây giờ thầy sẽ là các em cứ thoát đây, cứ trả lao đây, rồi thầy sẽ chuẩn bị mentee. Bây giờ mình học xong rồi, mình sẽ cho mentee. À, chờ mentee. Em đó em đi ăn đụng thầy. Được chưa, đi ăn đi. À, chúc thầy gửi mã hết cho. 10 phút, có 10 phút nữa các em đi ăn hoặc là đi vệ sinh.
Làm gì đây làm đi. Giờ giấy lao mà. Rồi các em đi đi. Cái đó quay lại sau nha. Menti thầy chuẩn bị cũng nhanh thôi, thầy đã có chuẩn bị sẵn rồi.
Ok rồi, chúng ta chuẩn bị chưa? Mẹ thì nói mấy phút ha? 9 giờ 15 mà. 9 giờ 15. Tên 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 tên. 9 giờ 15 mà các em chưa mà. Hiện nay mới có 11 bạn vào thôi. 11 bạn vào rồi. Gửi mẹ cho em thôi. Hả? Sao? Cái link đó, các em bấm cho cái link đi. Mật khẩu hả? Rồi. Mật khẩu thì chúng ta bấm link, không cần mật khẩu cũng được mà. 3404 3969. Rồi, 3404 3969. Về 404 về 969. Thầy cho em cái mẹ em không có trong nhóm thôi. À, 3404 về 969 cái mã nhắn được không? Rồi, các bạn vô nhiều rồi đó, mười mấy bạn rồi mà. Các bạn nào còn nữa không? Rồi, nhiều rồi đây. 19 bạn rồi. Rồi, 19 bạn rồi. Âm nhạc đâu, music đâu, mở lên. Hồi hộp quá đây. Ai trở lại ngủ địch tiếp tục. Ở nhà. Yeah, ai tự tin cho mình top 5 nào, giơ tay nào. Ai tự tin mình nằm trong top 10 đây, top ai tự tin top 10. Rồi, Trần Giang, top 10, đăng ký top 10. Hoàng Nam. Mã là 3404 3404 3969. 3404 3969. Rồi, chúng ta chờ một bạn là bạn đó làm chúng ta chơi ha, 20 bạn là chơi được rồi. Được đó. Giang là top này cũng có rồi. Cho em mã ở đâu nè là sao Nhi? 3404 3969 rồi. Còn không thì bấm vô link này luôn, khỏi cần mã, bấm vô link luôn. Nhấp cho cái link là vô được luôn. Gõ tên thôi. Cái link thầy gửi đó. Ép vô đó là vô được luôn. Cho Tịnh Nhi vô nha, Tịnh Nhi vô nữa, 20 bạn này vui nè. Rồi, 21 bạn luôn. 22 luôn. Nhạc nhỏ thầy ơi. Nhạc nhỏ rồi, 23, 24 luôn, quá trời luôn. Hấp dẫn, hấp dẫn, hấp dẫn. Rất đông, rất đông. Ủa sao mất rồi, chờ một tí nha các em, vô thăm chờ một tí nha. Hai mươi bốn bạn thầy xin lên chơi nha. 24 bạn đây, chờ một bạn nữa. Rồi sao rồi lại mất ra một bạn là sao? Các em phải chờ nha. 23. Chuẩn bị. 24 rồi, bắt đầu, chuẩn bị bắt đầu. Thì này hy vọng các em sẽ đúng nhiều nha. Gương cầu lõm thường gặp được dùng ở đâu? Ủa? Chết.
Rồi, dùng làm bóp mặt trời, phe đèn pin, 16 bạn chính xác. Ok, kết quả. Dạ hơi đứng. Sorry các em, khoan quay lại. Rồi chúng ta lại nha. Câu 1 nha. Câu 1. Câu 1 bắt đầu. Sao đâu mất rồi, còn có 19 đây. 18 thì sao ha? Con ếch. Tốt. Con ếch bạn nào rất là đẹp. Câu đầu tiên vô. Đưa cầu lớn mặt phản xạ là gì? Gương cầu lõm có mặt phản xạ là mặt trong của một phần mặt cầu. Đúng rồi, chúc mừng các bạn, đúng chính xác. Có 5 bạn chọn nhầm là mặt ngoài, 1 bạn chọn mặt phẳng, 3 bạn cho mặt ngồi, ngồi là không phải, mặt trong nha, mặt trong của một phần mặt cầu. Rồi chúng ta cầu đứng lên nè, rồi. Quế Chi được 960 điểm, đứng nhất Quế Chi, Quỳnh Hương đứng nhì, Gia Huy đứng 3, Nhật Thanh đứng 4, Tường Vy đứng 5, Giang phiên bản chuột đứng 6, Hà Anh đứng 7, Quỳnh Lê đứng 8, Chó Sói đứng 9, Thảo My đứng 10, Bảo Huy là đứng 9. Rồi chúc mừng các bạn nằm trong top 10. Câu đầu tiên. Và câu tiếp theo, liệu chúng ta có còn giữ trong top 10 hay không? Những bạn top 5 có còn giữ yên hay không? Chúng ta sẽ xem câu thứ hai. Câu thứ hai. Tên. Ảnh của Phật tử mới của cô là ảnh gì? Không được sai nha, coi chừng sai nha. Luôn là ảnh ảo hay phần nhiều là ảnh ảo, nhưng cũng có khi ảnh thật, luôn là ảnh thật. Coi chừng sai này nha. Phần nhiều là ảnh ảo đúng không, nhưng cũng có khi là ảnh thật đó. Bạn thầy nói rồi, phần có thêm chưa biết. Bạn B, 17 bạn sai, luôn là ảnh ảo. 2 bạn đúng. Khi vật đặt ở xe kia, thấy chưa? Còn có thể em chưa biết, thầy đã nói rồi, thầy đã chiếu xe con lên luôn, đúng không? Có trường hợp là ảnh thật, ha? Có trường hợp là ảnh thật, là khi vật đặt xe gương, đúng không? Rồi chúc mừng hai bạn, đúng chính xác hai bạn này. Bạn nào đây? Hai bạn nào biết liền đây, sẽ lên điểm rất là cao. Ashley nãy cũng của gì? Ashley đi sai câu đầu. Anh Lê mới sai câu đầu cho nên giờ cộng lại cắn xíu à. Còn lại sai nhiều quá thì vẫn như vậy. Quế Chi vẫn nhất. Tấp trên kia vẫn như vậy ha. Thì các Ashley lên, mình lơ và trái sói xuống thôi. Ok. Ashley là ai mà uống ho, sai đúng con này mà uống ho. Câu 1 thì sai ha. Câu 3. Ủa cái này là cứ câu lõm. Câu 3 của câu lõm. Ủa? À, cái này bị lõm đi rồi. Gương cầu lồi. Các em chú ý là đây là gương cầu lồi nha. Khoan. Trời này bị bỡ dĩa rồi, chỗ này rồi. Gương cầu lồi hay gương cầu lõm này bỡ dĩa rồi. Em ơi. Gương cầu lõm sao thì đó là gương cầu lồi ha.
lại lại đi lại đi lại đi thôi lại 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 nó xem lại xem lại nên đi lại chờ thầy một tí trên vòng 3 phút có sự cố có sự cố có sự cố lộn bài rồi lộn bài rồi các em ơi chiếu lộn bài rồi hết rồi rồi lộn bài rồi thầy sửa lại nha sorry sorry chỉnh lại một tí rồi. Chờ một tí, chờ một tí. Rồi, từ từ từ, rồi gần xong, gần xong rồi, gần xong rồi. Ok, rồi chúng ta làm lại, làm lại. Tôi đeo hộp thôi. À, làm ăn này hơi kỳ chứ mà bấm trong cái lòi cái lõm này thầy không lộn chết 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 rồi xóa hết dữ liệu lúc đầu nha nãy nha chúng ta sẽ làm lại reset lại okay. Thì mẹ nói mẹ reset ok 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 reset lại nha các em. Rồi, bữa giờ không sao, bữa nay thì lòi với lõm thì nhầm liền. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục. Rồi. Rồi, các em vào đây. Ok, đã vào rồi, nhiều rồi. Rồi, tiếp tục nha. Rồi, thầy sẽ chiếu lại nha. Cái màn hình... Không thấy màn hình. À, thôi màn hình. Rồi, ok. Màn hình đây. Rồi, 17, 16. 17, tới 19 đi ha. Còn 19, 20 là bắt đầu làm chơi được rồi. Đã mất một bạn rồi. Rồi sư tử vào rồi, sư tử vào rồi. Phải nào đó. Bạn đó. Bắt đầu nha. À nghiêm chỉnh nữa không? Yên là con hổ không? Người nghiêm chỉnh là con hổ. Thiệt to luôn ở giữa đây. Máy bay cũng thiệt to. Bắt đầu nha. Bắt đầu bắt đầu. Quay lại nha các em. Quay lại quay lại. Cuối cùng lớn hoặc phản xạ là gì? Mày chắc không sai rồi ha. Mười tám chỉ có một bạn mặt phẳng là sao bấm lộn hả? Bạn bấm lộn rồi. Cứ còn có mặt trong có phần mặt cầu nha. Nhớ mặt trong tốt lắm thì em nắm được rồi không? Tiếp. Ai sẽ là nhanh nhất? Ai sẽ là nhanh? Câu số 2. Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lõm là ảnh gì? Câu này bị lộ ơi, câu này bị lộ rồi nè. Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lõm là ảnh gì? Rồi, 17 bạn đã trả lời. Còn bạn ở đâu? Bị đẩy ra xe rồi. Rồi. Everyone. 15 bạn. Các ba bạn vẫn là sai là sao? Phần nhiều là ảnh ảo. Nhưng có khi là ảnh thật. Cứ còn lỡ mình vậy nha. Tiếp tục. Giờ xếp hạng như thế nào? Rồi cộng lên cho bạn Nguyễn Quế Chi. Nguyễn Quế Chi là đứng nhất 1960 điểm. Bạn Trinh đứng nhì, Quỳnh Hương đứng ba, Tường Vi đứng tư và con sói đứng năm, Thảo My đứng sáu, Phước Nghiên đứng bảy, Giang phiên bản chuột đứng tám, Quỳnh Lê đứng chín và Gia Huy đứng mười. Rồi tiếp tục.
Tạm thời 151 đỏ U. Ảnh hơi thứ 5 ha, đứng top 5. Độ lớn của ảnh tại bởi gương cầu lõm như thế nào so với vật? Lõm là đồ lõm ăn đúng không? Lõm ăn. Nếu bạn nào dưới hạng 10 thì không có tên trong cái top thì đọc. À. Câu này hơi lâu hả? Trang bị đá ra rồi hả? Dạ, đúng vậy. Ai đá mà ốc dữ? Bị cái mạng á, bị lát á. 3, 2, 1. 10 bạn trả lời chính xác. Lớn hơn. Ảnh của vật là bởi gương cầu lõm thì lớn hơn. Thế sao là các bạn trả lời bằng nhau he? Gương cầu lồi thì nhỏ hơn, mà gương cầu lõm thì lớn hơn chứ. 4 bạn vẫn sai. Như vậy từ 10 bạn này sẽ là lớp 10 đây. À. Thì này quá chi bị sai hả? Có chị Quỳnh Hương bị sai hả? Bị đá. Em bị lát nó không nên đáp án luôn thầy. Ủa, bị lát rồi. Thì bạn Trinh lên rồi, bạn Trinh lại có may mắn lên rồi. Bạn Trinh thứ nhất, bạn Gia Sói. Thứ nhì, bạn Phước Nguyên đứng 3, Thảo My đứng 4, Tường Vy đứng 5, Quỳnh Lê đứng 6, Hà Anh, Nhật Thanh. Bạn Quế Chi với Quỳnh Hương bị uổng quá do lát rồi. Tiếp theo tiếp hai bạn. Câu thứ tư. Gương cầu lõm biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ như thế nào? Song song, tụ, phân kỳ. Cho nó cái chụp kính đi. Cái gì vậy? Rồi, chúc mừng các bạn. 14 bạn trả lời chính xác. Đó là chùm hội tụ. Chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ ha, chứ không phải là phân kỳ. Đâu có khi nào mà ra chùm phân kỳ đâu, đúng không? Chùm. Em gì? À, các sự thay đổi cho bạn bạn trái sói bị xuống hàng với dạng gì? Trinh vẫn nhất, Tường Vy đứng nhì, Quỳnh Lê đứng 3, Thảo My đứng 4, Phước Nguyên đứng 5, Nhật Thanh đứng 6, bạn trái sói đứng 7, Quỳnh Hương đứng 8, Giang thì đứng 9 và Gia Huy là đứng 10. À, rồi chúng ta tiếp tục. Như vậy thì cái này nó còn có cái kiểu nó hơi bị lát. Câu này chúng ta chú ý câu này, bấm nhanh đi nha. Gương cầu lớn thì dùng ở đâu? Dùng ở đâu? Ồ, nhanh quá kìa, bấm nhanh quá. Quá nhanh. Một giây, chưa được một giây. Đánh ra. Hình như kích nhầm rồi, nhanh quá là nhầm rồi. Rồi. Ở đường góc khúc là gương cầu lồi. Còn ở cầu lõm là dùng làm bóp mặt trời, phay đèn pin nha. Bóp mặt trời, phay đèn pin. 15 bạn. Ai vậy? Tôi qua được đây. Trinh bị kích nhập không? Trinh không nhầm. Rồi, Trinh rất là nhanh. Chúc mừng bạn Trinh đứng nhất. Quỳnh Lê đứng gì? Tường Vy đứng 3, Phước Nghi đứng 4, Thảo My đứng 5, Nhật Thanh đứng 6, bạn Chó Sói đứng 7, Quỳnh Hương đứng 8, Dây đứng 9 và Quế Chi đứng 10. Tất nhiên là chúng ta bị có thì bị lát nữa ha các em ha. Rồi thôi là tiếp. Bàn của em nó cứ giật giật nữa. Rồi. Như vậy thì tạm biệt các em, là chúng ta sẽ có liên lạc lên nhóm Zalo nha. Liên lạc nhóm Zalo. Và khi nào học tiếp thì chúng ta sẽ liên lạc lên nhóm Zalo để học. Và các em có thể nhắn tin gì đó cho thầy cũng được, nên không có sợ là hỏi mất liên lạc đâu, đúng chưa? Và thầy cũng sẽ cho cái bài tập trắc nghiệm lên Google Form, các em cứ làm đi ha. Rồi video trên YouTube để các em xem lại nha. Vào năm học thì chúng ta có thể xem lại được. Được chưa? Chúng ta còn ý kiến gì không? Và nhớ tham gia chương trình nha. Chương trình gì?
trong cái tử tế để xem video và làm là tham gia dự thưởng ha. À, đó cũng là một cái hoạt động. Bye Bình Hương, bye Nhập Thanh nha. Rồi bye, tạm biệt các bạn, tạm biệt các bạn yêu dấu, tạm biệt lớp 7 dễ thương, tạm biệt lớp 7, tạm biệt trước, rồi mai lớp 8 và mốt là lớp 9. Tạm biệt hết lần. Bye bye Phước Nguyên, bye bye thầy En ha, En.